Dạ em chào anh chị mến yêu của em. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình thêm lô đất nền nha anh chị. Thì em đang có mặt ở đường đại lộ Nam Phương. Giờ này là cũng khoảng 12:30 buổi trưa anh chị. Em chủ yếu quay cho anh chị mình coi, đây là mấy anh đang chuẩn bị là đang lót đá lại rồi anh chị. Lót đá cho con đường trục chính đại lộ Nam Phương. Thì nền của mình nằm trên trục đường D8 Long Thượng. Em đang tả tả vô từ từ cho anh chị mình coi chơi. Vô Long Thượng luôn nha anh chị, có bảng tên đàng hoàng nha, đường Long Thượng D8, đường 7 m, lề 1 m, công viên 14 m. Tại giờ này là 12 giờ trưa anh chị, ở đây mình rất là yên tĩnh cho mấy anh chị mình ngủ. Đó, còn em ngủ không được, em đi giới thiệu đất cho anh chị luôn. Bông nè, cây chuông vàng. Ở dưới cây chuông vàng thì mình có cây chiều tím, giả bông chín tím, cộng thêm đây mình lót đá nữa anh chị, lót đá rồi cái những hàng cây cỏ nữa nó ra lên nhìn đẹp quá ha anh chị ha. Dạ thì em giới thiệu cho anh chị mình nền hướng nam, nằm trên trục đường Long Thượng, view gần cây trăm thôi anh chị, không có ngay cây trăm được. Ngang 4,5 m, dài cho 24, tổng diện tích là 108 m. Hồi rung rồi, đem xuống xem giới thiệu cho anh chị mình nha. Đó, nền mình nằm đây nha anh chị, 108 m, lệ 1 m, đường 7 m, công viên 14 m. Đường này thì ra ngoài đường đại lộ Nam Phương. Rồi ở đây mình có công viên nè, công viên mình cũng có máy tập nè anh chị, máy tập thể dục. Ở đây mình có trồng bưởi, trồng xoài, rồi cũng rất là nhiều cây, có cây hoa đăng để lấy bông. Ở đây mình cũng có cây lộc vừng nữa. Rồi ở đây mình cũng có cây chanh nữa nha anh chị. Rồi đường này đi ra ngoài giai đoạn 2 là mình nằm bên đây 4,5 m, 24,08 m. Dạ thì nền này bán với giá là 2,7 tỷ nha anh chị, hướng nam, sổ hồng riêng công chứng liền cho anh chị mình luôn. Rồi dạ thôi, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ ở đây thì dự án của mình đã bắt đầu nhộn nhịp lại rồi anh chị. Những chiếc xe điện của mấy anh chị làm trong tập đoàn chạy len lỏi qua những hàng cây trên những con đường trục chính, tạo nên một cái vẻ đẹp thiên nhiên bình yên đến lạ thường. Cũng hơn 4 tháng ngày rồi mấy anh chị mới được đi làm lại. Thì nền em giới thiệu cho anh chị mình thì nằm trong cái dãy nhà 4 căn này, đi vô chút xíu thôi anh chị, dành cho anh chị mình thích ở có cái view công viên trước nhà, mà nền của mình là hướng nam nó cho anh chị mình hợp hướng nam. Dạ thì em cũng còn hai cái nền hướng bắc nữa anh chị, cho anh chị nào mình khoái ở công viên mà hợp hướng bắc thì em cũng có hai cái giới thiệu cho anh chị. Dạ thì giá cũng như nhau thôi anh chị, cũng 4,5 m nhân cho 24, tổng diện tích là 108 m. Thì bán với giá là 2 tỷ 7, hướng nam hướng bắc nào cũng giá là 2 tỷ 7, cái nào cũng có sổ hồng riêng hết rồi. Dạ thì cái nền này em giới thiệu cho anh chị mình gần với cây chăm, ở cây chăm trước mặt anh chị đó. Mùa trước đó anh chị, cây chăm này ra trái nhiều lắm nhưng mà bị mấy chị ở làm ở trong tập đoàn ăn hết rồi nên em không có rủ anh chị về ăn được. Tiện đây thì em giới thiệu cho anh chị mình thêm cái mẫu nhà luôn nha anh chị. Đây thì mình cất theo cái mẫu của văn phòng công ty luôn nha anh chị. Cái mẫu này mới nè, đang sửa lại, nhìn đẹp lắm anh chị. Thì mốt anh chị thích thì mình về mình cất giống vậy luôn. Rồi mình vô đây mình xin phép xây dựng luôn anh chị. Dạ thì anh chị muốn em tư vấn gì thêm cho anh chị thì anh chị cứ gọi cho em đi. Em xài số 0937 533 733 để em có thể tư vấn cho anh chị nhiều hơn nữa. Dạ thôi em chào anh chị nha.